Bảo Khánh xin kính chào quý khách. Ngày hôm nay Bảo Khánh xin được giới thiệu tới quý khách hàng sản phẩm tượng Di Lặc Ngũ Phúc. Di Lặc Ngũ Phúc nghĩa là năm đứa trẻ nhỏ vui đùa xung quanh Phật Di Lặc, tượng trưng cho Phúc, Lộc, Thọ, Khang, Ninh. Phúc mang ý nghĩa là viên mãn, an nhàn, hạnh phúc. Lộc biểu tượng cho tài lộc, thịnh vượng. Thọ là cầu cho trường thọ viên mãn. Khang đại diện cho sức khỏe dồi dào, cơ thể mạnh khỏe. Ninh tượng trưng trong cuộc sống bình yên, an lành, tránh tai họa, gặp nhiều may mắn. Những đứa trẻ hồn nhiên tinh nghịch luôn mang đến những tiếng cười, thể hiện niềm mong ước gia đình luôn tràn ngập tiếng cười, hạnh phúc, con đàn cháu đống. Nếu quý khách hàng yêu thích sản phẩm này, hãy liên hệ ngay với Bảo Khánh để được tư vấn nhanh nhất.